Thân ái chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 2 của trang web olm.vn Ở bài giảng hôm trước chúng ta đã được tìm hiểu về bài toán thêm một số đơn vị Trong bài này cô Huyền cùng với các con tìm hiểu về bài toán ngược lại Đó là bài toán bớt một số đơn vị Ngay bây giờ cô cho mình cùng khám phá quan sát hình ảnh sau. Bài toán gắn với hình ảnh này như sau. Có 10 con chim đậu trên cành, sau đó ba con bay đi, hỏi trên cành còn lại bao nhiêu con chim. Chúng ta đọc đề bài và cho cô biết đề bài cho gì và hỏi gì. À đúng rồi, đề bài cho là có 10 con chim, sau đó ba con bay đi, hỏi rằng còn lại bao nhiêu con chim. Vậy thì ở đây ta sẽ viết được tóm tắt như sau: Có 10 con chim, bay đi 3 con chim, hỏi còn lại bao nhiêu con chim. Dựa vào tóm tắt này, các con hãy đưa ra cho cô cách làm của bài toán. À, đúng rồi. Ta đã biết số con chim còn lại sẽ bằng số con chim ban đầu trừ đi số con chim bay đi. Vậy thì cô trò mình cần thực hiện phép trừ để tìm số con chim còn lại. Lời giải của bài toán như sau. Trước tiên các con viết câu trả lời, còn lại số con chim là, sau đó ta viết phép tính ở đây là phép trừ, 10 trừ 3 bằng 7 con, và cuối cùng là đáp số 7 con chim. Và đây chính là bài giải chuẩn của bài toán trên. Như vậy, đối với bài toán bớt đi một số đơn vị, chúng ta cũng có 3 bước để làm. Đầu tiên, các con cũng phân tích, tìm hiểu xem đề bài cho gì và hỏi gì để viết tóm tắt cô vẫn nhắc lại là chúng ta không cần phải ghi tóm tắt vào bài giải sau đó các con sẽ tìm xem cách giải bài toán là gì chúng ta tìm phép tính tìm câu trả lời và ở trong bài toán này thì thông thường là phép trừ cuối cùng ta sẽ trình bày bài giải chuẩn của bài toán trên đầu tiên là lời giải sau đó tới phép tính và cuối cùng là đáp số cách này thì tương tự như bài toán thêm một số đơn vị ngay bây giờ cô chào mình cùng hoạt động bằng cách làm một số bài toán sau đây Đàn lợn nhà An có 15 con, mẹ đã bán đi 5 con, hỏi đàn lợn nhà An còn lại bao nhiêu con. Tiếp tục cho biết đề bài cho gì và hỏi gì. À, ta biết được, đề bài cho là có 15 con và đã bán đi 5 con, hỏi là còn lại bao nhiêu con. Vậy thì các con sẽ viết được tóm tắt ra sao? Rất chính xác, chúng ta có 15 con lợn. Bán đi 5 con và còn lại bao nhiêu con? Dựa vào đây, hãy đưa ra lời giải của bài toán. Rất đúng, ở đây chúng ta có số con lợn còn lại là ta lấy 15 trừ đi 5, kết quả của phép trừ này là 10 con và như vậy đáp số là 10 con lợn. Vậy là các con cũng đã trải qua 3 bước như cô vừa hướng dẫn để giải bài toán này. Tiếp theo, hãy cùng làm một số bài tập trong phần luyện tập. Đầu tiên, hãy giải bài toán theo tóm tắt. Tóm tắt ở đây là có 9 chiếc thuyền, thêm 4 chiếc thuyền, hỏi có tất cả bao nhiêu chiếc thuyền. Dựa vào tóm tắt này, các con hãy nêu ra một bài toán mà có tóm tắt như trên. Rất đúng, cô có một bài toán ví dụ như sau. Trong hang đang có 9 chiếc thuyền, sau đó có thêm 4 thuyền nữa vào hang. Hỏi trong hang có tất cả bao nhiêu chiếc thuyền? Ta xác định rằng đây là bài toán thêm một số đơn vị, vậy thì phép tính thực hiện sẽ phải là phép cộng. Vậy bài giải của bài toán này thế nào? Rất đúng, câu trả lời ở đây là có tất cả số chiếc thuyền là ta phải lấy 9 cộng 4 kết quả là 13 chiếc và đó chính là đáp số của bài toán này. Như vậy bây giờ các con cần xác định xem bài toán là bài toán thêm hay bớt một số đơn vị, từ đó tìm cách giải và trình bày bài giải một cách hợp lý. Ở bài thứ hai, trên xe có 14 bạn, đến điểm dừng có 3 bạn xuống xe, hỏi lúc đó trên xe còn lại bao nhiêu bạn. Chúng mình tiếp tục đọc đề bài, phân tích, xem đề bài cho gì, hỏi gì để từ đó viết tóm tắt. Hoàn toàn chính xác, ta có. Tóm tắt ở đây là có 14 bạn. Đã xuống xe ba bạn, vậy còn lại bao nhiêu bạn? Ta thấy ngay đây là bài toán bớt đi một số đơn vị, vậy thì lời giải của nó sẽ như thế nào? Cô khen các con, câu trả lời ở đây là trên xe còn lại số bạn là ta cần phải thực hiện phép trừ là 14 trừ 3 bằng 11 và đáp số 11 bạn. Như vậy trên đây, cô đã vừa cùng với các con nhận biết bài toán về bớt một số đơn vị, biết cách giải và trình bày bài giải của bài toán này. Các con cũng đã vận dụng vào giải một số bài toán thực tế về bớt một số đơn vị. Sau khi xem xong video bài giảng, các con hãy làm phần luyện tập để củng cố kiến thức. Cô cảm ơn các con và hẹn gặp lại các con trong các bài giảng tiếp theo của olm.vn.